Ok, hello anh em. Tôi đã lại quay trở lại với tập 2 của Minecraft rồi đây anh em. Ok. Vừa vào game cái trời đã tối rồi anh em ạ. Chúng ta cũng sẽ đợi cho số thì đi ngủ thôi anh em ạ. Đi ngủ đã. Đợi trời sáng rồi làm sao nha. Làm gì thì làm. Ok. Cứ phải ngủ đã cho nó khỏe. Ok, đấy. Đấy, một ngày mới đấy anh em. Một ngày mới. Ok, thì hôm nay anh em ạ, hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm hang động anh em ạ. Ta sẽ cùng đi thám hiểm hang động. Theo như tôi được biết là dưới đây có rất là nhiều loại mỏ quý hiếm anh em ạ. Hang động mà, đúng không? Nghe cũng có lý anh em. Vậy thì chúng ta cùng đi thám hiểm hang động nào anh em. Đầu tiên ấy, để thám hiểm hang động ấy, chúng ta cần phải tìm hang động đây không? Phải tìm hang động đây anh em ạ. Hang động đâu? Game rất yên bình như bao ngày anh em ạ, rất yên bình. Đây này, hình như đây là một cái này anh em đúng không? Tôi nhìn thấy cái màu nó của đá. Cái đá này chính là đá trong hang động này anh em. Anh em biết gì không? Sau tập 1 là tôi đã lên mạng tìm hiểu thử. Đó là bình thường chúng ta có gỗ này đúng không? Chúng ta làm phải kiếm gỗ này, rìu gỗ này. Anh em thấy cục đá này không? Cái cục đá này chúng ta có thể làm được những cái dụng cụ bằng đá anh em ạ. Và muốn lấy cục đá này thì chúng ta đào tay không thì không đào vào đâu. Này. Đấy, nó rất là cứng anh em ạ, nó cứng lắm. Chúng ta phải dùng cái này này. Đấy, cái này này đấy. Cuốc anh em ạ, hóa ra là cái cuốc là dùng đào đá, nó xịn sò đúng không, xịn đấy. Căng phết, đào thử cho anh em xem nhé. Đấy, ui sao khỏe thế, sao cuốc thì khỏe thế. Đúng rồi. Ui. Đấy. Xịn đâu anh em. Đấy. Tôi có đá rồi. Bây giờ tôi thử làm thử cái cuốc đá, kiếm đá làm sao anh em ạ. Đặt ra dụng cụ này. Tại sao lại không làm được anh em? Sao tôi không làm được cái thanh kiếm màu đá? Sao không làm được thanh kiếm màu đá anh em? Hay là cái cuốc bị sao anh em ạ? Thôi tôi làm cái cuốc khác. Quê quá, từ từ anh em nhá, từ từ tôi dùng cuốc gỗ cho nó an toàn. Cuốc gỗ cho an toàn. Stone Edge. Tôi mới mở ra được một cái achievement thời kỳ đồ đá. Đấy. Để thử làm xem sao là làm cho nào. Đấy, làm rồi này. Đấy, anh em thấy không, cuốc đá. Hóa ra là muốn làm là mình phải có cái này chứ mà không phải cái này. Cái đá này tôi đang bình thường có thế này mà mình đào ra thì nó lại bị nhăn anh em ạ, nó hài vậy. Nhưng mà khi dùng cái này thì đào ra thế nó lại thẳng. Hài.
ok thôi, nói chung là cuối cùng ấy thì anh em nhìn này đấy, tôi đã có kiếm đá rồi anh em, đã kiếm đá rồi, tôi đã kiếm đá rồi anh em ạ, kiếm đá đấy, ngon ngay, không dùng kiếm gỗ nữa, vứt đi anh em, vứt đi vứt đi vứt vứt kiếm gỗ phò, mà vứt kiểu gì thôi kệ, cầm cầm theo anh em ạ. Đấy anh em thấy không, đá rất là có lợi luôn. À, đúng rồi, theo tôi biết là trong hang động nó có một cái loại gọi là than, loại than anh em ạ, và nhờ than là chúng ta có thể tạo ra được, anh có biết là gì không, đuốc đây anh em, than chúng ta có thể tạo được đuốc đây anh em, cả hang động hết rồi, không còn gì để khám phá rồi, ngắm ngắm tốn chẳng. Ui, sao mà tôi thấy nó có con gì anh em, sao nãy tôi thấy có con gì cơ mà. Cái đấy là bọn quái à anh em. Thôi anh em ạ, thôi thôi. Tôi không ngờ là game này có quái này anh em. Nhưng mà thực ra cũng đúng, game này có quái chứ. Có quái chứ. Không phải không có con nào rồi. Đây này anh em, đây này anh em, đây này anh em. Đây chính là than đấy anh em. Đấy, bây giờ mình đào than này đấy. Sợ quá. Tôi tối nhiều ghê quá anh em ạ. Ghê quá, ghê quá. Tôi làm cái đuốc để tôi cắm vào đã. Đây này, sao mà chưa làm được cái đuốc anh em? Phải thế nào mới làm được cái đuốc anh em? Anh em quá mà phải làm cái đuốc anh em, có than rồi này, cái đuốc thì nó sẽ phải có lửa và nó sẽ phải có một cái que gỗ đúng không. Ô đây trời, vì sao game, vì sao game nó không hiện ra tôi anh em. Rồi 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 rồi, bình tĩnh anh em, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, có con gì trong không, không có anh em ạ, không có, không có, không có, an toàn, an toàn, an toàn, an toàn rồi, đào rồi. Vì sao mà cái chỗ kia nó có cái con gì ghê đấy, con xương nó biết bắn cung anh em ạ. Không biết là trong này ngoài con đấy ra thì còn có gì không anh em. Nó nguy hiểm thật luôn đấy. Tôi thật chứ mà nó bắn cung. Mà nó bắn tôi một phát tôi mất hình như là 3 phần 4 cái bình máu luôn. Đau đây nha. Đau đấy. Tôi không có muốn dây dưa với nó đâu anh em. Thôi tôi mang cái đuốc về cho đỡ phí. Rồi, rồi, rồi. Đi 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 nhanh 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 nhanh. Ôi. Thật chứ mà tôi ra ngoài tôi thấy nó nhẹ cả người luôn đấy anh em ạ. Thật chứ tôi ra ngoài tôi thấy nhẹ cả người luôn đấy. Đấy anh em nhìn này đấy, cho bây giờ là tôi có than rồi. Tôi có than rồi anh em, tôi có than rồi. Đã có than, tôi đã có than. Ngã xuống sợ đau, thôi đi bình thường thôi. Ok.
Bạn cừu, bạn cừu. Bạn cừu xinh xinh. Tối rồi anh em, tối rồi đi về thôi anh em, tối rồi đi về thôi. Anh em nhìn thấy cái cánh cổng kia không? Anh em nhìn thấy cái kia không? Tôi lên mạng có tìm hiểu thử anh em ạ. Cái đó là một phần của cái cánh cổng dẫn tới địa ngục anh em ạ. Phần của cánh cổng dẫn tới địa ngục. Tôi không ngờ trong này nó có địa ngục luôn. Địa ngục là một nơi rất là tối và nó rất là đáng sợ anh em ạ. Tôi không nghĩ là chúng ta nên hoàn thiện nốt là cánh cổng ở đâu anh em. Sau này đi. Bây giờ tôi không có gan đâu anh em ạ, tôi không dám đồ, tôi còn chưa có một cái gì. Anh em nhìn này, đây là những cái ô giáp này, tôi còn chưa có một cái giáp nào. Tôi đi ngủ sợ lắm. Tôi không có thích buổi đêm tí tí nào hết, bởi vì buổi đêm quá là tối, quá đáng sợ. Nhưng mà anh biết sao, đấy kìa kìa. Tôi sẽ qua kia tôi đào một vài loại đá yêu quý tôi mang về nhà anh em ạ. Một vài loại đá yêu quý. Đấy, một vài loại đá quý hiếm. Mình xem thử ở đây có gì anh em nhỉ. Xem thử ở đây có gì nào. Mình ấn căn trôn để mình chạy nhanh nhé. Tôi chơi liên minh quang. Theo tôi nhớ là mình đứng lên cái này là mình mất máu rồi, tốt nhất là mình đào đi. Tôi không có dây dưa với nó. Ồ, mình đào nó này hay không? Hay không này anh em? Cái này là cái gì? Magma block. Khối dung nham anh em ạ, khối dung nham. Holy shit. Khối dung nham anh em ạ. Ôi giời ơi. Sao mà cái này nó ghê thế này, cái này nó đúng cái địa ngục anh ạ, nó đúng chất địa ngục. Anh em biết cái khối này khối gì không? Khối gì không? Khối vàng đấy anh em. Thỉnh thoảng là ở trong một vài cái cánh cổng địa ngục này là nó sẽ có một cái khối gọi là khối vàng. Khối vàng. Đấy, nhưng mà anh em biết thế nào không? Cái đống này nó gọi là lava. Lava. Vậy nên là tôi phải dùng cái đó để tôi chấm cái lava đi. Chấm thôi. Tôi sợ thế. Chúng ta ăn ship để người ta ngồi xuống anh em, chúng ta ngồi xuống thì chúng ta sẽ an toàn. Đấy, bây giờ thì tôi đào khối này đi. Cái khối đấy của tôi đâu anh em? Khối vàng của tôi đâu anh em? Khối vàng của tôi đâu anh em? Khối vàng của tôi đâu anh em? Cái gì vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy anh em? Một cục vàng luôn đấy anh em. Trời ơi. Thật là một sự kiện đau buồn mà. Thôi kệ. Ta cùng về chúng ta cất đồ đây nha. Cái này là quốc vàng rồi đấy, quốc vàng lại còn có cả lấp lánh như này đấy. Quốc vàng có lấp lánh trông như là như quốc thần thế mà đau đâu. Thật là hài hước mà. Thịt anh em ạ, thịt phải mang đi theo. Kệ đây kìa. Xong rồi kiếm vàng sau. Game hài quá nhỉ. Anh em biết gì không, đó là trong cái này, đó là trong cái thế giới này nó có một cái rất là hay. Con dân sao mà anh lại vào nhà của em kia, chắc anh cung cấp đồ của mình đó nhỉ. Đó là thế này này anh nghe, đó là chúng ta sẽ cần một ít gỗ để chúng ta có thể đi thám hiểm hang động một cách trơn tru anh em ạ. Ta cần một ít gỗ chúng ta đi thám hiểm hang động một cách trơn tru.
ít gỗ, một ít gỗ, một ít gỗ. Ui đau. Đấy, gỗ gỗ. Gỗ, ok. Đây, chúng ta có cái tiếng hang động nha. Bởi vì là theo như tôi xem các streamer ấy thì họ bảo là khi ở hang động ấy là nó có rất là nhiều cái chuyện nó có thể xảy ra, và chúng ta nên có gỗ, để gọi đề phòng nếu những cái trường hợp xấu xảy ra ấy. Thì kiểu thế tôi cũng không biết đấy, nhưng mà thế nhưng mà chung là cứ mang nhiều nhiều đồ đi cho chắc anh ạ, chứ cho chắc anh em ạ, chứ không biết nào, không biết là nó quen để nó có chuyện xảy ra. Tất nhiên là các mang đồ dự phòng. Hang động đâu ta, đi tìm cái hang động anh em ạ. Oh, đẹp nhỉ, sa mạc mà nó có một cái nước, nó cũng hồ nước nó đẹp thật luôn anh em ạ. Ô làng tiếp này anh em, làng tiếp này, làng kia. Ôi thế là cái gu của tôi là có hai cái làng cạnh nhau luôn đấy. Mà thôi kệ làng đi, hôm nay chúng ta sẽ thay hành động trước, anh em theo tôi nhá. Wow, đẹp không anh em? Nhưng mà hơi tối cũng hơi sợ sợ nhỉ. Đào 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 than trước. Tôi chỉ sợ nó có con thì nó nhảy ra nó hù mình ấy. Sợ lắm. Đào than, giàu rồi, giàu rồi. Ôi ôi, bán than anh em ơi. Ai mua thì nhớ PM vào Facebook của tôi nhá. Ai mua PM nhá. 10.000 một lạng nhá. 10.000 một lạng than. Ôi, tập đi, tập tốt cứ đi. À rồi. Không có con nào anh em ạ. Không có con quái nào cả, may quá. Ôi, thật chứ cứ mỗi lần mà tôi vào hang là tôi chỉ sợ có con nào núp núp ở đấy thôi anh em ạ. Ồ, hang tiếp này thích chưa? Ủa, sâu này. Ui. Ui. Ui, thôi anh em ơi. Thôi. Thôi nhá. Lúc khác anh em ạ, rồi tôi không có gan đi xuống mấy chỗ sâu như vậy. Quá sâu, quá sâu. Quá lâu. Sao không có cái gì chỉnh đáo hết vậy? Tháo đuốc cho đỡ phí. Hang động ơi. Where are you? Where are you? Suýt sập mặt đây anh em, suýt sập mặt đây anh em. Đấy. Oh, cái hang này trông đẹp đấy. Lơ lửng. Cái này là cây sừng rồng đấy anh em. Đấy. Cactus, cây sừng rồng. Đấy. Ôi. Ui. Ui. Hơi lag. Mẹ hơi yếu. Ôi. Ôi. Con gì đây anh em? Ôi. Cô này con gì đây anh em? Ui. Ui. Sao bực thế nhỉ? Tôi đang có ca hàng ở đây đấy. Chó này. Ui. Con này
giống con TNT sao anh em ạ? Mình đánh nó thì nó sẽ nổ. Sao lại có con nữa? Nói chung là mình cứ đứng xa xa ra là an toàn đấy các bạn. Đấy, an toàn, an toàn. Anh em tôi cũng pro phết đấy đúng không? Pro phết đấy. Nhanh lắm, rút được kinh nghiệm nhanh lắm, pro lắm. Xuống nha. Hơi tối, hơi sợ sợ. Chắc chắn tôi có 4 cái ruốc. Tôi có 4 cái ruốc, từ từ tôi làm thêm, tôi làm thêm nữa anh em. Tôi làm thêm nữa. Ấy 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 rồi rồi tốt rồi tốt rồi, xuống rồi xuống rồi. Cái quặng này là quặng gì đây anh em? Quặng này là quặng gì đây anh em? Từ từ nữa, tôi đã túc số sâu vậy cho nó an toàn. Quặng này là quặng gì đây anh em? Tối rồi mà nhà xa quá, tôi chắc là đêm nay tự trú ở cái hàng luôn, không sao anh em. Quặng gì ra cam trông hái hái này. Sao nó lại không rơi ra cái gì anh em? Sao cái quặng này tôi đào mà nó không rơi ra cái gì anh em? Hay là cái ý nó là chê cái cuốc của mình yếu quá. Thì vì cái lúc tôi đào thì tôi thấy đào nó hơi lâu lâu nên là, hay là do cái cuốc nó yếu quá nhỉ? Thử 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 chế quốc nâng cấp lên tiếng nào. Bị thiếu mất gỗ này, bị thiếu mất gậy đúng rồi, mình làm đồ thì mình phải có gậy mà, phải làm đồ thì có gậy chứ. Ui sợ quá. Đây đây, cục đá getting an upgrade à. Tôi được cái achievement kìa, tôi được cái tôi đã hoàn thành xong cái gì ấy, cái achievement dịch cái tiếng Việt là cái gì tôi quên mất rồi. Gì nhỉ? Nhiệm vụ à? Hay là vinh dự gì nhỉ? Tôi đào có làm cái gì không? Tôi đào có rồi đây. À đấy, iron ore. Đây là cái những cái viên sắt anh em ạ. Những cái viên sắt, những cái viên quặng sắt. Hóa ra là mình phải dùng cuốc đá mình mới đào được quặng sắt. Sợ quá. Tôi không dám đứng ở đầu hang đâu, tôi đi sâu sâu vào trong hang cho an toàn. Bởi vì thường là các cái thường là mấy người cổ thường thường mấy người thổ dân ngày xưa là họ hay sống trong hang đấy anh em. Hay làm hầm trong hang họ sống. Nó có đúng hầm ta. Chung là họ chui vào hang rồi họ nóng lửa họ sống ấy. Thôi thì đêm nay tiện ở đây luôn rồi thì đào tí đá anh em nhỉ. Thì đang có cái cuốc cái gỗ tôi đào cho hỏng cái gỗ luôn, đỡ phí anh em, tiết kiệm nhỉ. Ai vứt đi, gỗ quý hiếm lắm, bảo vệ môi trường nhỉ, bảo vệ đất mẹ anh em nhỉ. Rồi gọi là làm, gọi là đào tí gỗ luôn, tranh thủ đang bị nhốt ở đây. Tôi không dám đi lên bên trên thôi anh em, tôi rất là sợ quái anh em ạ, tôi rất là sợ, tôi yếu tim lắm. Tôi lên tôi toang ấy, tôi không nghĩ tôi chơi được ở đây thôi, đào tí đồ thôi. Đấy, có tí đá về cũng craft đồ được. Đá này tôi thấy cũng đẹp đẹp, chắc là cũng xây ở nhà luôn, có gì dùng để trang trí nhà cũng đẹp lắm. Mắt em chớp chớp hai ngày. Đẹp. Thực sự là tôi cũng không hiểu tại sao mà cái cục đá nó đang rất là nhẵn như này mà đào thì nó lại ra nhăn nheo như vậy. Phá nhở. Cục đá đang đẹp. Quặng này anh em, lại là quặng bạc này. Ngon ngay. Đấy. Đấy, ngon ngay các bạn, ngon ngay. Anh em tôi đào ra cái phòng đẹp không? Tôi đào được cái phòng này không? Buổi đêm ở đây thì kéo dài bao lâu anh em?
Tôi cũng chả biết đó. Tôi không biết đó, mà đợi tới hơi lâu hơi chán nhỉ. Tôi chạy ra ngoài thử phát, sợ quá. Mình bố đời nhìn kiếm này. Kiếm gỗ luôn, à đâu, kiếm đá luôn. Sợ quái thì mình thân chơi mà. Mình pro rồi, ra ngoài thôi, sợ quá. Không sao, anh yên tâm. Tôi khỏe rồi, tôi mạnh rồi. Sao mà tôi cứ thấy, thật sự là tôi không hiểu tại sao mặc ui, ui, cái gì ấy, ui, 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 chạy, 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 tặng mình, ui, con nhện, ui, kìa, ui, con nhện, ui, kìa, ui, trời, cái gì đấy, sao sống hả? Thôi anh em ạ, tôi không cần biết, tôi về làng, chạy, 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 chạy nhanh, chạy ở thượng phát anh em, chạy ở thượng phát. Chạy thượng sách. Có cái nhà mà không cho em chú nhờ anh ơi. Anh ơi, anh tránh ra anh em cho em ngủ với anh ơi. Ơ, bạn không thể ngủ bây giờ, có quái vật ở bên cạnh. Cho an toàn thôi em ạ, sợ quá. Cho an toàn. Bạn này, sao vì sao chưa ngủ được? Vẫn chưa cho ngủ anh em. Quái vật vẫn còn bên cạnh, vẫn chưa được ngủ. Sợ quá. Quái nó có vào đây buổi đêm không em? Thật chứ tôi sợ quá luôn đấy. Phá cái đuốc này cho tối cho bọn nó không nhìn thấy mình ở bên trong anh em ạ. Tôi phá cái đuốc này cho tối cho bọn quái nó không biết mình bên trong. Anh ơi, tránh em ngủ anh ơi. Thường anh dân anh em ạ, tội anh dân. Anh dân bị anh dân đang ngủ mà bị tôi đánh thức 3 lần rồi đấy. Ô, hình như bên ngoài trời mưa đúng không em? Tôi nghe có tiếng mưa. Ui đẹp nhờ. Đấy. Kia là anh Golem của chúng ta đấy. Anh Golem này là một người bạn của dân làng. Nhưng mà theo như tôi tìm hiểu thì là anh Golem này sẽ đánh những cái đứa mà chúng nó làm hại dân làng. Vậy nên là tôi thật sự là tôi không có dám làm hại dân làng đâu nhé. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Sao tôi nghe thấy cái tiếng gì mà nghe như cái tiếng xương sổ ở đâu ấy? À rồi. Trời ơi anh dân. Rồi xong. Quái đi chưa? Nhìn thấy quái đi chưa? Ôi, từ từ nào. Ôi. Mấy cái thứ cháy cháy kia là bọn quái nó bị cháy đúng không em? À, đúng rồi. Hình như là ban ngày là bọn quái sẽ bị cháy mà, đúng rồi, bị ánh nắng mặt trời, đúng rồi. Rồi, tôi ra ngoài được rồi anh em ạ. Ok, chạy về nhà anh em ạ, chạy về nhà, từ từ. Lúa này là mình làm được bánh mì đấy anh em, mình làm được bánh mì đấy, cực kỳ là có lợi luôn. Xin tí lúa nhá, xin tí lúa của mấy anh dân nhá. Ok. Đấy. Thấy anh tôi nhảy điêu luyện không? Có tí quặng bạc rồi. Đi về thôi anh em ạ, đi về thôi. Về nhà thôi. Nhà tôi đâu nhỉ? Nhà tôi đâu? Vừa nãy là tôi chạy từ sa mạc qua. Cái sa mạc nào? Vừa nãy tôi chạy từ sa mạc nào qua ở đây à? Có phải đây không? Ồ, thịt gì đây? Cái gì đây? Rotten flesh. Thịt zombie à? Thịt zombie à? Vừa nãy tôi đâu có chạy qua cái hồ dung nham này đâu. Nhà tôi đâu anh em? Nhà tôi đâu anh em?
Tôi nghĩ có vẻ như tôi bị lạc. Sao mà ngã ở đây đau thế, sao mà tôi ngã ở đây mà tôi mất một trái tim luôn. Có vẻ như chúng ta bị lạc rồi em ạ. Tôi không có nhớ cái đường về nhà của tôi ấy luôn. Chắc chốc tôi phải xem video để xem thử sao mà tôi chạy đường nào để về. Ngoài đến đây thôi anh em. Thế là chúng ta đã có được quặng bạc rồi. Nhưng mà tôi không biết là làm sao để từ quặng bạc để chúng ta có thể làm ra được mấy cục bạc anh em ạ. Đấy. Đấy. Xong bởi sau chúng ta còn tiếp tục nha anh em. Để tôi sẽ về tôi nghiên cứu thử thêm về cái game này xem là làm sao để làm ra quặng bạc. À, làm sao để làm ra được những cục bạc chứ. Cục bạc và game khá là peaceful luôn. Bye bye anh em nhé.